Jack đã chi khoản tiền bao nhiêu để có được cái ôm từ Messi? Đối với mọi người, chi phí như thế nào là lớn, như thế nào là nhỏ? Đối với tôi, chi phí đó mà để gặp được Messi thì rất nhỏ, bởi nó chưa đến 1/10 của con số 60 tỷ đồng. Sau khi ra mắt MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra có hình ảnh Messi, Jack nói về những tranh cãi như tin đồn chi 60 tỷ đồng để gặp thần tượng, hay tin đồn đi ké một doanh nhân và việc có được phép sử dụng hình ảnh của nam cầu thủ. Gần đây, trong một bài phỏng vấn, Jack khẳng định đã chi một khoản rất lớn cho những người kết nối giúp nam ca sĩ gặp được thần tượng Messi. Jack cũng không ngờ tin đồn chi 60 tỷ đồng để gặp thần tượng lại có khả năng lan rộng đến vậy. Ngay cả những người anh em đã hỗ trợ Jack được gặp Messi cũng hiểu lầm ekip của Jack tung ra tin đồn này. Không để sự việc đi quá xa, đại diện pháp lý của Jack đã chính thức lên tiếng. Team của Jack khẳng định không tung ra tin đồn đó. Thông tin Jack chi 60 tỷ đồng để mời Messi xuất hiện trong sản phẩm là thông tin bịa đặt. Bên cạnh đó, Jack đã khẳng định anh đã phải chi một khoản tiền rất lớn cho những người kết nối giúp anh được gặp Messi. Jack đính chính đây không phải chuyến đi ké như cộng đồng mạng đang lan truyền. MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra có tính chất như một thước phim kỷ niệm, kể hành trình của một cậu bé nuôi dưỡng ước mơ gặp thần tượng và đã nỗ lực biến ước mơ đó thành hiện thực. Vì tôi là người làm nhạc, nên tôi chọn hình thức kể lại câu chuyện đó bằng âm nhạc. Jack chia sẻ rằng anh sẽ không thực hiện MV này nếu không được sự cho phép của Messi. Jack khẳng định đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh và phía Messi cũng đã đồng ý với điều kiện không sử dụng hình ảnh của Messi cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia. Bên cạnh đó, Jack có niềm tin Messi sẽ ủng hộ lựa chọn của mình. Bên cạnh những tin đồn thất thiệt, MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra đã lọt top một trending YouTube Việt Nam. Được biết, Messi đã từng vượt qua rất nhiều khó khăn để thành công như hiện tại. Anh ấy đã lập quỹ Leo Messi để giúp đỡ những trẻ em khó khăn, nuôi dưỡng tình yêu bóng đá. Jack cũng từng là một đứa trẻ yêu bóng đá, thần tượng Messi có ảnh hưởng rất lớn đối với nam ca sĩ. Jack cho rằng ông Quốc Anh không có thẩm quyền đề nghị xóa video Từ Nơi Tôi Sinh Ra hoặc xóa những cảnh có Messi trong thước phim này. Jack tiết lộ đang có cơ hội gặp lại anh Messi một lần nữa. Được biết, vận động viên tân bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc từng được gặp cầu thủ Cristiano Ronaldo vào tháng 6 và sau đó có sản xuất video đăng lên YouTube chia sẻ chuyến đi này. Lý do Phúc làm truyền thông một cách chân thật, câu chuyện truyền thông của Phúc không nói điều gì quá, chỉ chia sẻ niềm đam mê. Còn trường hợp của Jack là có thông tin về con số 60 tỷ. Ngoài ra còn có rất nhiều vấn đề khác, phía ông Cường cho hay.